Rim cao là người Việt thích màu nho. Rim cao là có 5 màu mà người Việt chỉ chọn màu nho, thì họ cũng sản xuất cái xe này mà màu nho nhập về Việt Nam. Và cuối cùng người Việt lại không chuộng. Honda Thắng mới biết là người Việt chuộng cái rim lùng này là phải màu đen. Thì người Việt phải ngộ lại, rim cao thì màu nho mà rim lùng thì phải màu đen. Cái tem đời 93 khác, nó hơi màu như hơi nâu nâu á đó. Còn cái màu xanh này là đời sau 94-95. Người Việt mình á, thì thấy nó kiểu dáng nó hơi nữ tính quý vị. Thành ra cái xe này á, không có được ưa chuộng bằng rim cao. Và chỉ thường xe này là phụ nữ đi nhiều. Xin tiếp chào quý vị dạ. Lâu quá hôm nay chú Cương mới tái ngộ quý vị dạ bằng chiếc rim lông. Biết sao mà ngày xưa đặt chiếc ghim này là chiếc ghim lùng quý vị ơi. Chắc nó lùng hơn chiếc ghim cao cho nên gọi là chiếc ghim lùng, mà chiếc Cương ngồi thấy nó cũng lùng hơn chiếc ghim kia thiệt. Trời. À, đầu tiên chiếc Cương xin phép sơ lược về dòng xe ghim lùng này. Chiếc ghim này á là thưa quý vị á là nó nhập về Việt Nam là cũng khoảng đầu thập niên 90. Thì xuất xứ của nó là cũng từ Honda Thái Lan. Và những cái xe đầu tiên về Việt Nam giống như rim cao quý vị là nó là không đề. Không đề. Rồi mới lên cái dòng có đề. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là khi nhập về Việt Nam đầu tiên là nhập màu nho nha quý vị. Tại vì Honda Thái Lan cứ nghĩ là cái rim này mà rim cao là người Việt thích màu nho. Rim cao là có 5 màu mà người Việt chỉ chọn màu nho, thì họ cũng sản xuất cái xe này mà màu nho nhập về Việt Nam. Và cuối cùng người Việt lại không chuộng cái mẫu này, vô màu nho lại không chuộng. Cái sau này sau quá trình sàng lọc cuối cùng, Honda Thắng mới biết là người Việt chuộng cái rim lùng này là phải màu đen. Thì người Việt lại ngộ lại, rim cao thì màu nho mà rim lùng thì phải màu đen mới đẹp. Thì rim lùng màu đen thì nó mới về qua có tem khác nữa quý vị. Cái tem đời 93 khác, nó hơi màu hình như hơi nâu nâu á đó. Còn cái màu xanh này là đời sau 94-95 đó. Thì sơ lược về dòng xe này thì những cái mẫu này thì có tại Nhật Bản với dòng là Super Cup 100 như vậy, là mẫu y chang như nè mà yên rồi đó. Yên đây nè, có một yên ngồi yên sau là cái ba ga để chở hàng. Ở Nhật là xe ít có chở người quý vị, xe là để chở hàng đó. Còn cái mẫu này ở Indonesia là chiếc Atri quý vị, nhập qua Việt Nam cũng đầu thập niên 90, bắt đầu bằng M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 gì đó. Đó, mẫu này là của Honda Thái Lan. Thì lúc nhập qua thì cái chiếc xe này á, người Việt mình á, thì thấy nó kiểu dáng nó hơi nữ tính quý vị. Thành ra cái xe này á không có được ưa chuộng bằng rim cao, và chỉ thường xe này là phụ nữ đi nhiều. Rim cao thì mắc hơn, thì chiếc này nó rẻ hơn rim cao khoảng tầm chắc khoảng cây quý vị. Ví dụ như rim cao nó 6 cây mấy á, thì anh này có 5 cây mấy thôi. Ảnh rẻ hơn, rẻ mắc là do cái tâm lý của người tiêu dùng quý vị ơi. Chứ chất lượng thì cái cương nghị nó cũng như nhau. Kiểu dáng như tâm lý người ta thích cái kiểu kia hơn, nó nhìn mạnh mẽ hơn, nó vuông góc cạnh. Còn kiểu này nó bo tròn, nó mềm mại hơn. Nhưng mà kiểu dáng này bây giờ thì vẫn còn tồn tại nha quý vị. Honda Thái Lan đã khai tử chiếc rim cao khoảng đầu thập niên 2000 là đã khai tử và bán bản quyền cho Việt Nam với tên gọi Super Rim. Còn chiếc rim lùng này họ vẫn sản xuất nha. Và đặc biệt cái rim lùng này là nó khác cái rim cao á, là cái rim cao là nó chỉ có cái mẫu tem đầu qua tem hồng rồi tới tem lửa, là họ giữ form tem lửa từ 94 cho tới 2000-2001 luôn. Có một tem duy nhất. Còn riêng cái rim lùng này là rất là nhiều loại tem quý vị. Tem đời không đề là khác, rồi 92-93 khác, 94-95 khác, 96-97 khác, rồi tới qua 98 là họ
làm bẩn đen luôn, cùng màu và lóc đen luôn. Đó. Đời trước 97 là bẩn trắng như chiếc này. Đó, thưa quý vị. Còn đời cuối là rim Thái, đời cuối của dòng rim lùng này là gọi là rim kiểu nó khác hoàn toàn quý vị, gọi là đứt dịch. Đời 99 á, họ bỏ mẫu luôn, tới 99 họ bỏ mẫu. Thì sau đó họ sau này họ tái bản thành là sau này những cái xe nhập Campuchia về quý vị, rim lùng mà Thế Cương review á, NVX gì đó là 125. Có hai kiểu, một kiểu là họ vẫn giữ xăng cơ và một kiểu thì họ sau này 23, 24 gì đó họ làm cái bằng phun xăng điện tử. À, nãy giờ Thế Cương đã sơ lược quý vị hồi ức kỷ niệm về dòng xe rim lùng này với rất là nhiều đời. Rồi bây giờ Thế Cương sẽ review trực tiếp vào chiếc xe. Thì xe là màu đen, màu nhỏ là rim cao. À, cái chân xi của nó, cái nước xi cũng khác của rim cao nha quý vị. Rim cao thì nó màu bạc, còn cái này nó hơi xám xám. Ở đây có mắt mèo. Chiếc này của Thế Cương khá là nguyên bản. Đó, niền Thái Honda nha quý vị. Đời này là đời 94, 95 là có niền, là vẫn còn niền Thái Honda. Và cái đáp nó nằm ở ngay chỗ cái chân dòi quý vị ơi. Đây nè, Cương quay cho quý vị xem. Đáp nó nằm đây nè. Đó. Đáp này quý vị. Thấy không? Tháng 10, 94. Đó. Đáp nằm đó đó. Đây có mắt mèo. Và họ nó cũng có ba gã trước giống như của Tim Cao. Và cái rổ thì cái form nó khác quý vị. Cái logo nó khác. Tem phía trước ở đây chỉ có tem dán thôi, còn rim cao nó có nguyên cục u. Đầu đèn thì nó tròn chỉnh, khá là nữ tính. Còn Thế Cương gắn cái kiến cụp vô tại nhà chật như quý vị, gắn vô kiểu này ngày xưa cũng có người gắn kiểu này quý vị, người nữ đi gắn cái này để so mặt, còn bây giờ do nhà chật gắn cái này có chữ nha quý vị, kiến ghim nó có chữ đây nè. Còn của Achi á, thì cũng y chang vậy nhưng mà không có chữ. Là có hàng Indo này, là hàng Thái. Đó. Màu nòng súng còn rất là đẹp. Rồi đây mặt đồng hồ. Đời này thì chưa có đèn báo số nha quý vị. Chỉ có top gear thôi. Xi nhan, pha cốt, mò. Đó, báo xăng MT, full, maximum 120 km/h. Đèn điện bình còi đây đề, thấy không? Cái này chi tiết này cũng khá giống như rim cao. Bên này sơn nè, còn bên này nhựa đúc nữa quý vị. Đó. Đó, tem sản xuất đây Thái Lan. Đây có cái logo nữa nè. Tem nè, nó Sanmatikaka Akamata Salon Salon Swiss Sài Dương. Đó. Đi vậy đó. Đây có cái yếm đèn. Rồi bẩn nó hai mảnh nha quý vị, giống kiểu Atri vậy đó. Và Super Cup của Nhật gắn vô cũng đồ này gắn cũng vô nữa quý vị ơi, giống giống nhau đó. Đây cốp ốm nhôm về thòn đó. Chân thắng còn đẹp nha, nắp nồi diện chón chưa có dặm tuốt, chung chiếc này là nguyên bản hết, không có dặm tuốt. Chiếc này đầu nồi chưa rớt nha quý vị, còn cờ luôn nè, còn cờ khởi nghĩa luôn nè. Thì đời này thì Thế Cương giới thiệu quý vị cái bô là Honda, có đồng tiền đây, có chữ là TIS TIS 341-1985 nha quý vị, C100. Đó, bô rin của rim lùng là vậy á. Đó. Đó, cái đầu nó chặt nè, chặt thẳng luôn. Cổ rim cao thì chặt xéo vậy nè. Đó, đời này thì cái cải tiến cái gấp vuông nha quý vị, cái đồ gác chân nằm ngoài nó giảm sốc so với, nó tiến bộ hơn so với rim cao.
Kim cao thì gắn trực tiếp vô luôn. Còn tem có tem gấp Thái Honda Moto Chico Chichu Made in Thái Lan. Cái phù sao cũng có tăng giảm hai người, một người giống như rim cao ấy, nhưng mà khác chút, có vẻ lùng hơn. Rồi đây tem rim, không có chữ rim 2 nha quý vị, chỉ có rim thôi. Honda Electric Starter. Chiếc này bản số R là Phú Nhuận, và bản số 73 là cái đuôi là năm sinh của Tiết Cương nha quý vị. Tiết Cương rất là thích, bởi vì cái đuôi là năm sinh của Tiết Cương luôn, xanh 1973. Đây, đây có một cái miner đây này. Đèn sau thì cũng tròn. Cái tay nắm thì cái này, cái mút này zin này nó không có chữ Honda. Rồi, Tiết Cương sẽ dở cốp lên cho quý vị xem. Đó, cái engine của ảnh là còn nhựa nữa vậy. Đời này là Honda cải tiến nhựa thôi, không có bị xét. Yên này thì dây yên hai gầu, xe dây yên hai gầu. Đây, thông số gasoline only nè. Tamanita đó là gì, thử vô gần tôi không biết con này chỉ gì. Biết luôn hả, nó gần dễ sợ luôn. Có đồ móc nón mà. Hai bên luôn. Hả? Chấm xanh là còn mới đó ha. Warranty nè, không xích. Đây có chữ Thái nữa nè, đây là có chữ Thái nè. Chuyển cái đời rim cao với rim. Rim lồng giảm cái là không có cớp gì rồi, chỉ có được cái miếng này để được. Hồi xưa là để đây bộ cái chìa khóa nè. Sau này mình cất ra mình để được cái cặp mắt kiến nè. Vậy thôi. Yên này chưa có làm đồng cái gì, cái sao chưa có làm đồng ốc, ốc yếu số gì đủ, ốc dìm hết này thôi, ốc dìm hết đó. Rồi đây là nắp đuôi cá dìm, cần số thì cũng dìm hết. Nói chung là chiếc này đồ đạc còn liền lạc lắm, chân chống đứng, chân chống nghiêng, ngon lành. Rồi để đề máy cho người nghe tiếng máy thì thầm. Chung mọi chức năng đầy đủ, chỉ có điều cái chân ít chạy mấy bữa nay thì nó cũng cái đề bình, cái bình nó hơi bị yếu yếu rồi, cơ độ kêu giống như nó hơi bị giống như là sắp bị mất điện nữa vậy. Chắc có lẽ cái cương phải tháo bớt một đầu dây điện ra để giữ cái bình lại, chứ còn ít chạy kiểu này là cái bình nó sẽ hư, chạy không hết phải không, nhiều xe quá. Đúng rồi, mình cho ra đi Tiết Cương sẽ cho ra đi chiếc xe này nhiêu anh thôi nha. Nhiều chuyện giờ Tiết Cương sẽ tháo bình ra để giữ lại cái giữ lại cái như bình, chứ còn không chạy cái này nó hư cái gì đâu. Để mở cốp ra coi điện nó sao mà mình ít chạy quá nó hư, có cách nào tháo dây bớt không, người ta bày Tiết Cương tháo bớt cộng cái gì ơi. Cốp ảnh về thôi, có thông số Tiết Cương rồi. Honda ABS Cover R size này nó 92, 93, 94, 95, 96, 97, nó cái mẫu này tới 97 nha quý vị. Đó, tháng 6 năm 95 sản xuất, tháng 6 năm 95. Trời ơi, nó dây điện nó lâu quá, mở ra người mở này ra hết không biết, nhưng mà mở ra nó hư luôn đó anh ơi. Hư gì thì mà hư, mở đại đúng sao, mình phải tìm tòi nghiên cứu sáng tạo quậy phá thì mới thành công.
Nè đây có cầu chì nè. Mở ra nè. Đó, thấy cái bình ra. Cứng quá. Đó. Vậy được rồi, giờ mình tháo bớt một chốt này thôi. Cần gì lấy ra hết, thử không? Đó, mình tháo một chốt này ra. Nè mình giữ cái bình không có hư. Đó, có gì mình đi đâu mình đạp thôi. Rồi, cái cương quá giỏi gì vậy. Rồi, bỏ vô trở lại thôi. Không đè đi sao vô vậy? Hả? Không được rồi. Được rồi. Đó, có gì đâu, thử làm như là cái cương không có biết gì về điện, nhặt đi xuôi xe. Quá giỏi không? Quý vị xem bình luận thử coi Tiết Cương làm gì đúng không nha quý vị. Giữ bình gì đúng không nha. Rất mong quý vị để một bình luận cho Tiết Cương, những người am hiểu về xe, về động cơ và thiết bị. Tiết Cương là chỉ review xe thôi, còn không phải là cái gì cũng biết hết trên thế giới loài người. Cái này nhét ra thử. Có cái này, có cái chốt này. Đó, có cái chốt đó. Cái này là zin, nó có cái cục này vậy. Để giữ cho đừng có bãi cái khớp á. Trời ơi, dụng cái đầu gớt cái đó nội. Mấy khớp này hồi xưa dễ bị mất lắm cái gì ơi. Tại vì hồi xưa đồ phụ tùng bán được người ta dễ tháo lắm. Thành ra con đập những con ốc này họ chế thành ốc khóa đó. Rồi vậy là Tiết Cương hôm nay đã hoàn thành được sứ mệnh giữ cái bình lại cho chiếc rim đụng mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi toàn bộ quá trình Tiết Cương review chiếc xe, nhắc lại quyền thoại về một thời kỷ niệm. Và chiếc xe này thì giá trị nó không cao nhưng cũng là kỷ niệm của Tiết Cương ngày xưa, cũng rất là thích. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.